Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Lúc mà các bạn đang xem cái video này đó Các bạn hãy để lấy comment bên dưới Xem coi là bịch thương đó giá cả là bao nhiêu Tại vì lúc mà Thuận đang thâu video này Thì giá đang có sự đột phá rất là mạnh Các bạn thấy được giá bịch không bây giờ Đã qua khỏi 60.000 đô Và bây giờ đã lên tới cái mức là gần như là 61.000 đô Các bạn thấy được là chúng ta có hai cái ngọn nến Đi rất là nhanh Chúng ta thấy được bây giờ chúng ta đang ở cái đỉnh cao nhất Mỗi thời đại thì đây là một ngày mà rất là vui cho rất nhiều bạn Và hôm nay đó là ngày thứ bảy Tại Hoa Kỳ thường nữa các bạn cũng đã biết bảy thường dành thời gian cho gia đình cho nên không có làm video nhưng mà hôm nay vì giá bitcoin đạt được cái đỉnh mới cho nên thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin mà nhiều bạn đang hỏi thuận thì bây giờ chúng ta nhìn vào tình hình đi thì bạn thấy được đó là khi mà giá bitcoin lên mạnh như vậy đó thì thống kê của lockport cho thấy được là chúng ta thấy đã có ba trăm bốn mươi một triệu lệnh số nghĩa là 344 triệu định số bị thanh lý trong vòng thời gian chỉ 4 tiếng qua mà thôi khi mà Bitcoin phá đỉnh 60.000 đô bây giờ có thể đã có nhiều lệnh short hơn và các bạn thấy được là bây giờ đó trên thị trường trên nhân bản thì không có nhiều định short nhưng nhiều bạn hỏi thường là có cơ hội thấy một cái đợt short swing có nghĩa là khi mà giá có lên cao thì những người mà bị short đó họ sẽ đóng cái vị thế của mình khi mà họ đóng vị thế của mình nghĩa là họ phải mua lại Bitcoin để mà trả để cho sàn sẽ dẫn đến giá cả tăng mạnh lên hơn nữa thì bây giờ ngoại trừ là chúng ta thấy là giá cứ tiếp tục đột phá mạnh mà thôi tại vì bây giờ các bạn đó trên thị trường cũng không có nhiều người sử dụng đồng bảy trong cái thời gian qua, nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi coi giá thực sự có sự đột phá hay là không. Chúng ta nhìn chung đi, thị trường ngày hôm nay thì các bạn hãy đưa lại đường refresh cái trang gecko này. Thì chúng ta thấy được là giá bitcoin đương nhiên là có sự tăng trưởng mạnh là 6,4% trong cái thời gian là 24 giờ qua. Các bạn thấy được là ethereum vẫn tăng trưởng rất là mạnh. Chúng ta thấy là ethereum bây giờ đã muốn trở về cái mức là 2.000 đô, đã tăng 10,2% trong thời gian là 24 giờ qua. Và các bạn thấy là Binance Coin bây giờ đã có sự hồi phục trở lại, hồi phục 5,2% sau khi đã đi xuống ngày hôm qua khi mà cái tin đồn liên quan tới sàn Binance đang bị CFTC ban quản lý rồng tương lai của Hoa Kỳ điều tra nhưng mà sau đó các bạn thấy được là CZ, có nghĩa là CEO của sàn Binance sẽ đứng chính lại là đây chỉ là một cái tin để mà gây ra cái sự hỗn loạn mà thôi. Thì giá ngày hôm nay của đồng BNB đã điều chỉnh lại 5,2% Tether. Chúng ta đã thấy được là đồng Tether, đồng USDT đó đã có cái sự in ra rất là nhiều trong thời gian một tuần qua có thể nói là cái sự in theo thuận biết cái sự mà in tiền của Tether trong thời gian một tuần qua có thể nói là một cái sự in tiền coi như là cao nhất trong cái thời đại của Tether các bạn thấy được cái số lượng mà Tether in ra rất là nhiều polkadot thì tăng sáu một và đương nhiên hôm qua khi nói tới đồng tether đó các bạn cũng đã biết là càng in nhiều thì cái sự tương quan với giá bitcoin lại càng tốt các bạn đã thấy được là trong lịch sử cho thấy là mỗi lần mà tether in ra thì giá bitcoin cứ tăng lên cho nên trong thời gian gần đây đó mình thấy là tether Uh, in nhiều thì đương nhiên là rất tốt đối với giá cả của Bitcoin. Chúng ta nhìn vào Cardano đi cũng tăng 5,4% tương tự như là các bạn hay là Polkadot hay là Binance Coin. Uh, XRP thì tăng 5%, Uniswap tăng 5,6%, Litecoin 7,7%. Chainlink 6,7% Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi trong cái top 10 này Thì ngoại trừ là tới nhầm ra thì phần lớn nó tăng trưởng Tương đương với lại Bitcoin thậm chí là ít hơn một chút Đây cũng là điều mà chúng ta cũng đã thường thấy thường thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã sẽ có cái sự tăng trưởng rất là mạnh sau đó thì giá Bitcoin có một cái nơi ngừng nghỉ sau đó tích lũy thì lúc đó chúng ta mới thấy những cái altcoin đột phá rất là mạnh cái đợt tăng trưởng này ngày hôm nay đó những cái altcoin lớn đi theo Bitcoin cũng coi như là một cái hiện tượng tốt rồi chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi và nhìn chung thị trường thì ngày hôm nay rất là xanh các bạn thấy được là ngoại trừ một số những đồng như là đồng nem thì đi xuống những đồng khác phần lớn rất xanh ngày hôm nay chúng ta Bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác đi thì bạn sẽ được đó là ngày hôm qua cách đây đó khoảng chừng là mười mấy tiếng đồng hồ thì có đăng một cái thuyết ở trên Twitter cũng như là thường có post ở trên Facebook và Telegram thì đã để là sau 2 ngày không thấy nhiều động định được đưa lên trên sàn thì ngày hôm qua đã có rất nhiều độ ổn định được đưa lên trên sàn và các bạn thì đây là một cái thông tin rất là tốt tại vì chúng ta thấy là càng nhiều độ ổn định được đưa lên trên sàn thì càng tốt cho giá cả của crypto đương nhiên đưa lên đồng ổn định thì để làm gì để mà đi thu mua crypto và chúng ta thấy được đó là nhìn vào cái biểu đồ này của crypto khoan các bạn thấy là cái biểu đồ này cho chúng ta thấy được đó là có bao nhiêu đồng ổn định được nạp lên trên sàn tính theo là cái số lượng giao dịch chứ không phải tính theo cái số đồng thì đương nhiên cái đường màu đỏ này càng cao có nghĩa là càng nhiều người nạp đồ ổn định lên trên sàn thì chúng ta zoom vào để thấy rõ ràng hơn thì các bạn thấy được đó là cái thời điểm là bắt đầu là chúng ta thấy được là thời gian là ngày hôm qua đi Hôm qua chúng ta thấy được là ngày 12 Tây đã có sự tăng trưởng là có 26.000 giao dịch tổng cộng Liên quan tới động định đã được đưa lên trên những sàn giao dịch Tuy nhiên trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái channel này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và đương nhiên như bạn nào mà muốn theo dõi kênh Thuần Capital trên mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái kênh như là Telegram, Facebook và Twitter. Cái video này được tài trợ một, một sàn đó chính là sàn Probit. Sàn Probit là một sàn mà chúng ta cũng đã nói tới trong một cái video gần đây. Các bạn có nên nhớ là cái video liên quan tới giới thiệu sàn Probit nhiều lựa chọn hơn. Tại vì đây là một cái sàn mà các bạn có thể là giao dịch rất nhiều những cái đồng mà những sàn khác không có và đặc biệt một sàn mà có những cái IO nghĩa là những cái đồng mà mới được ra lò Dựa theo Crypto Ranking thì bạn sẽ được crypto rank. io Đã để là những cái IO mà trên sàn của Probit đó. Tính theo những cái IO trước đây đó các bạn đưa được trung bình Thì sự lợi nhuận từ cái lúc mà vừa ra lò cho đến cái lúc mà cái đỉnh cao Có thể là lợi nhuận lên tới 411,47% Và sàn Probit này cũng vừa mới có một sự kết hợp với lại sàn Binance kết hợp là như nào kết hợp là các bạn có thể là sử dụng những mạng lưới của Binance Smart Chain như là BIP2, BIP8 và BIP20 đây là một cái sàn đã có sự kết hợp với lại mạng lưới của Binance Smart Chain để sử dụng những cái token ở trên mạng lưới của Binance nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm về sàn Probit này thì bấm vào cái link bên dưới để mà tìm hiểu thêm một số những thông tin thì nhiều bạn hỏi thường đó khi mà thường đăng những cái thông tin này thì làm sao để đọc thì thường đó các bạn thấy được crypto khoan đó thì họ nói là nếu như mà chúng ta thấy cái chỉ số này trên 80 đó mà liên tục nhiều lần thì đây là một dấu hiệu rất tốt cho giá cả trong thời gian ngắn hạn thì cách đọc cũng rất đơn giản giống như là chúng ta nhìn vào cái chỉ số này đi là các bạn theo chỉ số đó mà thường đăng hôm qua đó là 188 ở cái thời điểm này có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta cứ nghĩ là phần lớn đồng ổn định như là đồng Tether, đồng USDC, đồng Gemini Dollar, đồng Binance USD vân vân những đồng mà có giá trị đồng một đô la những đồng đó các bạn có cho là phần lớn bây giờ vẫn chạy trên mạng lưới của Ethereum thì chúng ta sẽ thấy được đó là một cái giao dịch trên thì một block đó là khoảng 15 giây thì khoảng 15 giây chúng ta đã có là 188 giao dịch rồi có nghĩa là các bạn thấy là cái sự đưa đầu ổn định lên trên sàn giao dịch rất là nhanh chóng trong những khoảng thời gian này giống như các bạn thấy được là ở bên trên này thì có nghĩa là có 107 giao dịch liên quan tới đầu ổn định đưa đầu ổn định lên trên sàn à, trong thời gian chỉ có 15 giây mà thôi và nếu chúng ta thấy liên tục như vậy đó có nghĩa là mỗi vài phút mỗi vài phút như là các bạn thấy được là thời điểm này đó là 2 giờ 19 phút sáng 3 giờ 45 phút sáng 4 giờ 10 phút sáng, 4 giờ 39 phút sáng, 6 giờ 15 phút sáng thì nếu như cứ liên tục chúng ta thấy là có nhiều đồng và nhiều động định đưa lên trên sàn trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì là một cái điều rất tốt đối với giá cả. Nhưng mà cùng thời điểm đó các bạn thấy được chúng ta cũng thấy có một số dấu hiệu là có những cái đồng bịch khôi được đưa lên trên sàn chúng ta thấy được là cái thông báo này đi thường chia sẻ với các bạn là hồi sáng này chúng ta thấy là trong thời gian một lóc của khôi đó là khoảng chừng là 10 phút thì các bạn thấy được trong vòng một lóc chúng ta đã có tổng cộng là 573 giao dịch liên quan tới Bitcoin được đưa vào trên sàn giao dịch thì chúng ta thì thường nên đây là một trong những cái dấu hiệu là giá có thể bị điều chỉnh trong thời gian ngắn hạn và chúng ta cũng thấy được là trong một thời gian gần đây thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn đây là cái tài liệu liên quan tới bao nhiêu giao dịch liên quan tới bitcoin được đưa lên trên những cái sàn giao dịch thì đương nhiên chúng ta thấy được là trong những gần đây đó chúng ta cũng thấy có một cái sự tăng trưởng nhẹ liên quan tới những đồng bitcoin được đưa lên trên sàn nhưng mà khi chúng ta tính cái số lượng mà những đồng định đưa lên trên sàn cộng với lại cái số đồng mà tether in ra trong thời gian gần đây đó thì rất rõ ràng các bạn thấy được là chúng ta đã biết được là bây giờ là cái lực mua rất là mạnh và giá Bitcoin tiếp tục được đẩy lên bây giờ là vẫn ở cái mức là gần muốn thử cái mức là 61.000 đô lúc mà thằng làm cái video này và đương nhiên một trong những cái tài liệu mà nhiều bạn muốn biết đó chính là tài liệu liên quan tới NUPL chỉ số này đó thì đã đến đâu rồi nhất là khi chúng ta thấy được là chúng ta bây giờ đã coi như là hồi phục rồi và nhìn trở lại đó thì chúng ta thấy chúng ta sẽ chuyển qua biểu đồ của nến ngày đi thì cái bạn sẽ thấy được đó là tính theo biểu đồ của đánh ngày thì cái đợt mà điều chỉnh này có thể coi như đợt điều chỉnh lớn thứ nhì trong mùa tăng trưởng năm 2020 tới 21 thì trong đợt tăng trưởng này đó, đây có thể coi như là cái đợt điều chỉnh thứ nhì xuống tổng cộng là 26,53% có nghĩa là đi từ cái mức là 58.500 xuống còn 43.000 và đợt điều chỉnh này đã kết thúc trong cái phạm vi là 20 ngày. Đợt điều chỉnh đầu tiên chúng ta cũng đã nhớ là lúc mà giá Bitcoin từ 40 À, xuống chỉ còn có mức là chỉ còn có khoảng chừng là 29.000, 28.000. Lúc này các bạn thấy đã điều chỉnh tới 31% trong thời gian là 31 ngày, nghĩa là cái đợt điều chỉnh thứ nhì này thì cái phần trăm đi xuống ít hơn và cái thời gian hồi phục cũng lẹ hơn. Tuy là cái phần trăm không nhiều nhưng mà nhiều bạn đó thì lo lắng hơn trong đợt điều chỉnh này hơn là đợt điều chỉnh của cái tháng 1. Tại vì sao? Tại vì tuy là cái phần trăm tháng 1 nhiều nhưng mà bây giờ đã giá Bitcoin lại lớn hơn cho nên nhiều bạn thì cứ nghĩ là từ cái đỉnh là 58.000 xuống chỉ còn 43.000 thì nhiều bạn lo lắng tại vì cái số tiền tính theo đô la quá nhiều so với lại cái lúc mà chúng ta nhìn vào cái đợt điều chỉnh của tháng 1. Và bây giờ đã có nhiều người hơn và nhất là nhiều bạn mới tham gia vào cho nên cái sự mà lo lắng lại tăng lên. Thường nghĩ đó chính là cái tâm lý chung của nhiều người nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì kết thúc cái nến ngày hôm nay mà trên cái mức là 58.500 thì coi như chúng ta đã coi như kết thúc cái đợt điều chỉnh thứ nhân này và giá Bitcoin bây giờ đã tròn 61.000 lúc mà Thuận làm cái video này chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái chỉ số NUPL đi nhưng mà trước khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số NUPL Thuận muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thuận Cap bằng cách là subscribe vào cái channel này các bạn thấy được cái kênh này tăng trưởng liên tục trong mùa tăng trưởng này các bạn thấy được là kênh Thuận Cap bây giờ đã gần như là 65.000 rồi và các bạn cũng đã thấy được là cái số lượng người mà tham gia channel này đã trong cái thời gian 28 ngày qua đã lên tới 7.000 bạn mới tham gia cho nên trước hết Thuần cảm ơn những bạn nào đã ủng hộ Thuần Capital trong vòng nhiều năm qua cũng như là muốn chào mừng những bạn nào mà mới tham gia vào channel này. Và câu hỏi bây giờ mà nhiều bạn đang ám ảnh đó, các bạn thấy được là câu hỏi là bây giờ thì kênh Thuần Capital sẽ lên tới 70.000 subscribers trước khi giá Bitcoin lên 70.000 hay là Bitcoin sẽ lên trước. Đây là câu hỏi mà Thuần muốn hỏi các bạn. Trước đây thường đã có cái câu hỏi tương tự liên quan đến 60.000 thì các bạn đã thấy được là cuối cùng thì channel này đã lên tới 60.000 trước khi mà Bitcoin lên tới 60.000 cho nên nhiều bạn nói là đây là một câu hỏi khiến cho nhiều người ám ảnh thì các bạn nghĩ sao hãy comment ở bên dưới và bây giờ chúng ta hãy cập nhật cái thông tin mới nhất liên quan tới NUPL tại vì bây giờ đương nhiên là giá đã đi ngược trở lên nhiều bạn bây giờ đã lo lắng là chúng ta có cơ hội chạm vào cái vùng màu xanh dương như bạn có thể biết là khi mà chúng ta chạm vào vùng màu xanh dương nó được refresh lại thì khi mà chạm vào vùng màu xanh dương thì đây là cái dấu hiệu của đỉnh cho nên chúng ta không muốn thấy cái biểu đồ này chạm mà dùng màu xanh dương như là bạn nhìn thấy trên màn hình mỗi lần mà chạm dùng màu xanh dương như là năm 2013 thì mùa đông đã kéo tới năm 2017 chạm mà dùng màu xanh dương thì mùa đông đã kéo tới cho chúng ta muốn biết được là bây giờ đó giá bitcoin có khả năng khiến cho cái biểu đồ này chạm mà dùng màu xanh dương hay là không và đương nhiên cái màu mà lạc bên dưới này cái màu mà nhạt màu xám này đó chính là giá cả của BTC thì khi mà thường zoom vào đó các bạn thấy rất rõ ràng là bây giờ chúng ta đang ở cái dùng à, là hai 72, 0,721 thì khi mà chỉ số này đó đi tới cái vùng là 0,75 đó chính là lúc mà cái biểu đồ này đó sẽ chuyển thành màu xanh dương từ màu xanh lá cây chuyển qua màu xanh dương đó chính là lúc mà chúng ta bắt đầu có một số những cái sự lo ngại tại vì cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa nhận được một cái dấu hiệu đỉnh nào hết đến từ những cái tài liệu on-chain thì nếu như mà chúng ta thấy chuyển qua màu xanh dương đó chính là cái thời điểm đầu tiên chúng ta thấy có dấu hiệu này nhưng mà các bạn thấy được đó là 0,721 đó nhìn vào trước đây đó trước khi có đợt điều chỉnh á thì các bạn thấy được là điều chỉnh rất đúng lúc các bạn thấy được là cái giá chỉ số này ở mức 57.000 đó là 748 có nghĩa là chỉ cần nhích thêm một chút xíu nữa thôi thì chúng ta đã đi vào dùng màu xanh dương nhưng mà điều chỉnh rất đúng lúc đây là cái lúc mà các bạn thấy được là điều chỉnh từ 58.500 xuống còn 43.000 thì chỉ số này đã ngủ lại. Thì cái mức là 0.721 này là chúng ta không có cái mức chính xác trước đây. Nhưng mà chúng ta có cái mức là 0.728. Thì lúc này đó là giá Bitcoin được chụp lại là 45.981. Thì bây giờ ở mức là 0.721 là 57.372. Có nghĩa là chúng ta nếu như mà đi trở lên nhanh chóng. Chúng ta không muốn thấy Bitcoin đi quá nhanh. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là Bitcoin không theo ý muốn của mọi người. Bitcoin này rất là nhanh. Mà các bạn thấy được là bây giờ giá đã qua khỏi 61.000 đô rồi. Thì... Các bạn thấy là nếu như lên quá nhanh chóng đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy nguy cơ chạm vào dùng màu xanh dương ở cái mức giá là khoảng 70.000 đô từ 70.000 tới 71.000. Nếu như mà giá Bitcoin đi chậm đó và có những cái đợt ngừng nghỉ điều chỉnh thì chúng ta sẽ thấy cái đợt tăng trưởng này có cái sự lâu dài hơn và giá sẽ cao hơn trước khi có nguy cơ chạm vào cái dùng màu xanh dương. Và đây là cái tài liệu liên quan tới chỉ số anh UPL. Các bạn nghĩ sao? Thì bạn comment ở bên dưới và đây là thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn. thôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.